Em Chí xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn mình thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Hiện tại em đang có mặt tại đoạn đường Nguyễn Trãi một chiều ha. Về khu vực này thì kinh doanh em sẽ chia sẻ một số tình hình của bà con trong năm 2024. Hôm nay mấy siêu thị lẩu ở khu vực Nguyễn Trãi anh chị. Đây thì cũng đã đóng cửa, không còn kinh doanh cũng khá lâu anh chị ha. Cũng đoạn năm 2023 đến giờ chưa thấy cảnh sát gì nhiều. Thì vẫn thấy những cái khu vực mà kinh doanh về tuyến đường này bà con mình cũng rất đông đúc về ban đêm để mua bán. Mà thời gian năm 2024 này nó hơi bị vắng đi rất là nhiều anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy là một số kinh doanh của bà con mình hiện nay nó khá vất vả nhiều so với mọi năm trước. Mọi năm trước thì kinh doanh thuê sơ thôi nhưng mà lợi nhuận cũng khá cao. Còn năm nay thì bỏ tiền ra đậu vào kinh doanh và đậu vào những cái mặt hàng kinh doanh mới mẻ luôn mà cũng khách bán lại. Cũng do tình hình kinh tế hiện nay cũng đang suy thoái toàn cầu mà ảnh hưởng rất là nhiều. Năm 2023 đến nay đã chuyển sang 2024 rồi nhưng mà tình hình cũng thấy chưa thấy gọi là khởi sắc gì nhiều. Bà con cũng tấp nập đi mua bán bên ngoài cũng như là đường phố anh chị ha, vẫn thấy là các cô mua bán những xe đẩy bên ngoài, những mặt hàng bên ngoài thì anh chị mình vẫn thấy rồi, thì mua bán nhằm bữa được bữa không chứ không phải là lúc nào cũng được hết, rất là vất vả khó khăn hiện nay cho bà con mình. Tất cả các mặt hàng cũng như là mua bán thực phẩm thức ăn rồi mua bán những đồ sử dụng điện nước hay là các công trình thu nhỏ lại anh chị. Thì năm nay tại vì không có công ăn việc làm gì nhiều trong các công trình như là nhà đất năm nay cũng gọi là đứng lại, không thấy ai sửa chữa nhà gì nhiều, và mua bán thì kéo theo một cái di truyền về các gia đình. Nhiều mặt hàng bên đây hồi xưa thì cũng kinh doanh những cái shop này anh chị ha, anh chị thấy giờ nhà cho thuê thì để đầy giải như thế này. Mọi kinh doanh của bà con bây giờ nó hơi bị khó khăn rất là nhiều về mấy mẫu mà thời trang giải dốc này. Bên những mặt hàng bên đây người ta tự lên hàng luôn anh chị, cả nhà mình vẫn thấy. Mà năm nay thì nó hơi vắng lặng như thế này. Bên đây thì cũng cho thuê nhà nguyên căn để kinh doanh luôn. Thì mua bán gì nhiều mặt hàng kinh doanh bây giờ người ta để cái bảng mà cho kinh doanh luôn anh chị, là mình muốn mua bán gì cũng vẫn được hết. Cũng có nhiều cái kinh doanh người ta cho thuê mà cũng hạn chế anh chị ha. Hai cái nhà mình thấy đây cho thuê nữa nè. Xưa bên đây cũng mua bán những về dược phẩm cũng như là trang thiết bị mỹ phẩm này kia rồi, rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì nó hơi bị khó khăn. Mai là bắt đầu đến gọi là 8 tháng 3 anh chị. Hôm nay thì bán hoa trước ha. 7 tháng 3 là có bán hoa tươi này kia rồi. Bà con mình cũng vẫn thấy tình hình mà mua bán càng ngày càng khó khăn. Ai cũng muốn đầu tư vào để mua kinh doanh kiếm lợi nhuận để trang trại sống đó. Đây, bên màn hình ống kính anh chị cũng thấy là để bán nhà luôn đó anh chị. Thì trong hẻm cũng đã treo bên ngoài như thế này. Năm nay thì tình hình bán nhà và cho thuê nhà nó nổi lên những bản dán liên tục và liên tục luôn. Rồi kinh doanh của bà con là những thương hiệu giày dép hay là quần áo năm nay thì cũng khó khăn đi rất là nhiều. Bên đây thì cho thuê mặt bằng, bà con mình vẫn thấy ha, những mặt bằng mà cho thuê bên đây là chuyên về thời trang này với là mỹ phẩm nè, rồi các công ty văn phòng nữa. Hôm nay các công ty văn phòng bây giờ thì cũng ế nhệ những đơn hàng luôn. Tình hình nó khó khăn rất là nhiều luôn, trang trải cuộc sống nó hơi bị vất vả rất là nhiều so với mỗi năm. Nhiều kinh doanh mà thực phẩm bây giờ ta đổ tiền vô anh chị, cả nhà mình thấy là rất là nhiều luôn, mướn như là nhân viên rồi để coi là quán này đóng kia rồi mặt hàng kinh doanh nữa, nó khó khăn. Bên đây cũng mặt gốc nè, bà con mình vẫn thấy ha. Mặt gốc này hồi xưa thì là một cái ngân hàng DIBB, bây giờ cũng đóng cửa than cài luôn, để bảng là cho thuê nhà nguyên căn luôn. Một cái vị trí căn gốc thì bà con mình vẫn thấy rồi, nó rất là sầm uất ha. Và bây giờ thì đóng cửa than cài cho thuê như thế này, chưa thấy gọi là khởi sắc mà để đầu tư vào thuê. Dần dần là bắt đầu mình đã chuyển qua gần tháng 2 rồi anh chị, nay cũng cuối tháng riêng rồi và tình hình khởi sắc mà để kinh doanh của bà con mình mọi mặt luôn đều nó hơi bị chậm đi. Xe gáp, xe ôm công nghệ thì bây giờ cũng đang cũng khó khăn rất bật rất là nhiều.
nhiều cái xe ôm bên đây, anh chị vẫn thấy là đứng đậu nè, như công nghệ rơm rơm gáp nè, rồi những xe ôm truyền thống nữa. Tại vì đối diện bên đây là bệnh viện 7A anh chị ha. Sài Gòn thì bệnh viện nó sát sát nhau rất là nhiều. Bệnh viện 7A bên đây thì đối diện là bệnh viện An Bình. Về các khu bệnh viện thì bên ngoài rất là nhiều xe ôm, gọi là xe ôm truyền thống cũng vẫn có. Và xe ôm công nghệ thì dập dìu bên ngoài, cũng không có dám mà đậu chung với nhau mà để có chỉ tranh cãi gây lộn cãi vã mà để kiếm cuộc sống anh chị. Những vụ đó xảy ra thường xuyên, cũng có đánh lộn cũng vẫn có. Cái miếng ăn mà dành nhau nó bị gọi là không ai nhường nhau. Bên đây thì giao lộ với đoạn đường Trần Phú và đoạn quận Nguyễn Giải, cái Mũi Tàu. Em sẽ di chuyển vào đoạn đường Trần Phú, sẽ cập nhật hết đoạn đường Trần Phú cho cả nhà mình xem qua một hình ống kính là về kinh doanh nửa đầu năm mình như thế nào trên cái đường Trần Phú này. Về cái đường Trần Phú là về thường là kinh doanh những cái chành xe anh chị, và những cái chành mà người ta di chuyển đồ, cái trung chuyển này kia đồ về các tỉnh, về các tỉnh di chuyển lên đây để cho bà con mình có hàng buôn bán. Về khu vực này bên ngoài cũng có kinh doanh về chủ xe hay là công ty cũng vẫn có, mà năm nay thì công ty anh chị mình cũng thấy chết ngắt luôn, buôn bán không ra hàng, rồi mặt hàng nó ứ lại, cho nên những mặt hàng mà kinh doanh của bà con mình nó khó khăn rất là nhiều. Đường thì nó hơi vắng lặng so với mọi năm trước luôn anh chị, cả nhà mình vẫn thấy ha. Bên dãy chung cư bên đây cũng còn kinh doanh mua bán về thực phẩm thức ăn, rồi công ty cũng vẫn có. Bên đây thì ngân hàng cũng vẫn có. Nói chung là đại giải về đây hồi xưa cũng là rất là sầm uất về cái tuyến đường Trần Phú này, kinh doanh nhà hàng quán ăn cũng rất là gọi là có nhiều nơi mà giải trí anh chị, cũng như là nhà hàng karaoke cũng vẫn có. Bây giờ cũng đóng cửa hàng loạt rất là nhiều, không còn kinh doanh. Tại vì kinh doanh mà không có lợi nhuận á, rồi buôn bán ế ẩm á, người ta bây giờ cũng gọi là chán ngẫm về bằng kinh doanh, người ta có chuyển nghề luôn. Qua một hình ống kính thì bà con mình cũng vẫn thấy nè, cho thuê nhà nguyên căn hoặc là hợp tác để kinh doanh luôn. Bây giờ thì nhà nguyên căn thì 5-6 lầu như thế này, bây giờ thì chưa biết gọi là mình kinh doanh về cái mặt hàng gì, về để có lợi nhuận. Tại vì thấy rất là nhiều cái kinh tế mà siêu thoái toàn cầu mình hiện nay đã gọi là không bán được. Rồi cái khó khăn nó thất thu nhiều, mà thua lỗ rất là nhiều luôn. Rồi người ta rất là sợ, không biết mà kinh doanh mặt hàng nào để buôn bán luôn. Người ta sợ ngán ngẩm luôn anh chị. Về bên đây anh chị thấy không, những chành xe nè, chành đóng cửa luôn. Cũng có nhiều chành đóng cửa đâu có kinh doanh nữa đâu. Rồi cũng có nhiều chành về để cầu kè nè, Trà Vinh luôn nè anh chị, về đường Nguyễn Tây nè, nó không có chuyến xe nhiều luôn, cũng lâu lâu có một chuyến thôi, nó kinh doanh nó rất là ít luôn, nó không có như xưa mà đông đúc mà nhập hàng lên nhập hàng xuống rất là nhiều mà để kinh doanh mua bán, bây giờ nó chậm rất là nhiều luôn. Bên đây những mặt hàng mà ra xe ô tô nè, ra ô tô rồi bán phụ tùng xe nè, giờ cũng đóng cửa than cài cũng rất là nhiều, không mở cửa buôn bán kinh doanh. Giờ này là khoảng 10 giờ sáng rồi anh chị, thì bên đây cung cấp sỉ lẻ nè, quần áo thời trang, về các may mặc thời trang luôn, cao cấp luôn. Bây giờ cũng để bảng cho thuê nhà quân căn còn là bán nhà. Một cái vị trí cả nhà mình vẫn thấy là 6-7 mét ngang mà bề dày nhất là sâu, thì rất là rộng luôn. Vị trí siêu cái gọi là cái bồn xây luôn nè, nó dễ kinh doanh mua bán luôn. Đối diện mình cũng là một cái La Gia anh chị ha. Bên đó là cái An Đông. Ở trên thì những căn hộ ở trên, ở dưới thì những shop house này kia đồ ở kinh doanh ở khu vực này cũng rất là sung túc. Về những người nước ngoài ở rất là nhiều. Về mặt hàng buôn bán thì bà con mình vẫn thấy nó hơi bị chậm đi ha. Về bên đây thì cũng để là cho thuê nhà nguyên căn. Trước thì cũng kinh doanh về vàng bạc đá quý luôn, bây giờ thì cũng đóng cửa than cài. Buôn bán thì không được, thì kinh doanh thì nó hơi bị chậm đó. Rồi sự cạnh tranh nữa. Tại vì khu An Đông là cái khu mua bán về các mặt hàng cũng như là đá quý, hộp sòn đồ, rồi vàng bạc đồ, bây giờ cạnh tranh rất là nhiều. Bây giờ nó hơi bị trầm lặng vắng đi, rồi người ta cũng chuyển nghề khác luôn. Còn mặt bên đây là trước là cái quán cà phê, về cái công viên nhỏ queo góc của Mũi Tàu nè anh chị. Đây quán cà phê thức ăn nè, giờ cũng đóng cửa như vậy nè, bụi rác đồ, rác dến đồ nằm bày hàng nó ghê luôn chị ha.
giờ không có kinh doanh được luôn, giờ người ta ế ẩm quá người ta đóng cửa luôn. Cho thuê thì chưa mấy ai gọi là thuê được. Mọi mặt hàng kinh doanh bây giờ khó khăn rất là nhiều. Mà bà con bây giờ cũng muốn đổ xô ra mà kinh doanh. Bây giờ tranh ảnh anh chị vẫn thấy những cái cửa hàng tranh bây giờ rất là khó khăn. Rồi những cái thánh vàng nữa, rồi buôn bán những cái tranh mà tranh nhà đồng quê là rất là đẹp luôn ha. Những mẫu hàng mẫu mã tranh thì chị vẫn thấy rồi, rất là đẹp. Về đây thì cho thuê nhà quân căn, xưa thì cũng bên ngoại ngữ dạy anh văn này kia đồ, bây giờ cũng đóng cửa than cài luôn. Một căn nhà 4-5 lầu như thế này anh chị, cho thuê dán bảng như thế này. Tại vì nhiều khi cái tuyến đường mà một chiều á, nó cũng hơi gọi là bất tiện cho mọi cái kinh doanh anh chị. Bà con mà vẫn thấy là tuyến đường 2 chiều thì kinh doanh nó hơi thoải mái hơn, kinh doanh nó đông đúc hơn. Bên đây thì cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà quân căn, dán bảng đầy đường như thế này. Nhiều khi bà con mình cũng muốn là kinh doanh để có lợi nhuận, mà bây giờ thì kinh doanh dán que từ bên trái qua tới bên phải luôn, từ chỗ buôn bán chanh mà tới là buôn bán khoảng thức ăn và tới buôn bán những cái vật dụng luôn. Bà con mình cũng vẫn thấy đó, cho thuê nhà quân căn. Đây thì cũng là giao lộ với lại cái đoạn đường Trần Nhân Tôn anh chị. Thì đoạn đường Trần Nhân Tôn thì chị cũng biết rồi, là một đoạn đường suốt trải dài về có một cái chợ Trần Nhân Tôn bên đó, cũng hơi vắng lặng rất là nhiều so với những năm khác mà để kinh doanh bà con mình mua bán. Đây căn nhà 3 lầu luôn, một cái que gốc nhỏ nè, để là cho thuê nhà quân căn, nhà trống thì giao ngay luôn nè. Nhưng mà hiện nay thì chưa thấy có vị trí nào mà để đầu tư vào kinh doanh đây. Đa số thì những mặt bằng, nhưng mà những quân căn này đa số thì bên đây bị tranh ảnh rất là nhiều, về tranh sơn dầu, sơn mài anh chị. Những tranh này người ta đi biếu dạng như là trên mã đáo thành công nè, rồi biếu những cái tranh gia, rồi những cái hội nghị này kia đồ, người ta treo tranh này kia đồ, hoặc là những quán cà phê anh chị, rồi những cái loại rồi những cái lưu niệm á, người ta hay treo, người ta mua bán luôn. Mà bây giờ đứng nghiêm, tranh ảnh bây giờ còn đứng nghiêm mua bán như thế này, tại vì do những cái cửa hàng bây giờ không có kinh doanh, người ta đóng cửa rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ tranh đây thì để ra để gọi là chịu gồng lỗ thôi. Tại vì xưa người ta mở ra buôn bán, người ta cũng bỏ những mặt hàng này về các tỉnh nè, rồi khách nước ngoài cũng hay đi đây mua sỉ lẻ. Bây giờ nó hơi bị vắng nhé, bây giờ người ta phải gồng lỗ thôi. Người ta coi tình hình kinh tế mình có triển khai về cái mức nào đó, làm thêm cái gì đó hay không, giờ mua bán gì hay không, rồi ai cũng cần thiết mua những cái vật dụng này để treo trưng bày hay không. Đó, bà con mình vẫn thấy những cái tranh ảnh như thế này thì một cái mặt tiền mà nhà thì không nói, nếu mà mặt tiền mà mướn cũng ít nhất là cũng phải 15 triệu một tháng. Về có những cái mặt tiền mà kinh doanh mua bán này không dưới 15 triệu anh chị. Mỗi ngày mở mắt ra thì phải ra tiền này, tiền kia, tiền nọ rất là nhiều luôn, đủ thứ loại tiền. Hiện nay mọi cửa nhà thì gọi là vắng, mở ra thì không ai muốn vắng như thế này. Tình hình bà con thấy đây là nhà bán hoặc là cho thuê luôn nè. Bây giờ ai muốn mua thì chủ nhà bán luôn, còn nếu mà ai không có mua điều kiện thì cho thuê thì người ta vẫn là cho thuê. Tại vì kẹt quá rồi, không có gọi là bán được, thì bây giờ có thể là cho thuê, người ta cầm cự cái số tiền đó. Mọi mặt hàng kinh doanh của bà con bên tuyến đường của Trần Phú thì buôn bán thì cũng có chỗ đông mà chỗ vắng, nhưng mà đa số thì vắng rất là nhiều anh chị. Nhiều khi là cũng được một chiều á, bà con mà chạy hút qua rồi thì nó hơi khó quay lại để mua, cho nên kinh doanh nó hơi bị khó khăn. Đây cũng nhiều căn nhà bên đây, bà con mình vẫn thấy này. Để bảng thì cho thuê thì hàng loạt như thế này, rồi đầu tư mua bán thì người ta không biết mua bán gì. Như nãy thì anh chị vẫn thấy là cái bảng thì hùng hạp nhau mà để làm ăn, nhưng mà để tấm bảng như vậy thì chưa thấy gọi là ai cũng hùng nhau, không biết bán như thế nào luôn chị. Tại vì nhiều cái cửa hàng mà mua bán bây giờ vắng quá, bây giờ đóng cửa hoài luôn, đủ cái mặt hàng luôn, bây giờ không biết mở mặt hàng nhào ra mua bán đông đúc. Đây cũng là cho thuê nhà quân căn đây. Đoạn đường Trần Phú này bây giờ nhiều cái gọi là số tiền bốc hơi rất là nhiều luôn chị. Bây giờ bà con mình đổ tiền ra mua bán kinh doanh mà bây giờ kinh doanh không được thì bây giờ đành phải là khó khăn rất là nhiều. Khó khăn thì bây giờ nhiều cái người ta mượn tiền vay, tiền mượn kia đâu ra đầu tư. Có nhiều cửa hàng cơ sở thì đầu tư mà gồng lỗ hoài không được, người ta phá sản luôn, đóng cửa luôn, ta cho trả mặt bằng.
rồi chủ nhà dán bản cho thuê lại. Bên đây rất là nhiều luôn anh chị. Khu Trần Phú này nói chung là năm nay khó khăn rất là nhiều. Thấy dán bản cho thuê nhà và bán nhà cũng hơi bị nhiều anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy mỗi năm thì mọi kinh doanh không ai muốn khó khăn hết. Nhưng mà tình hình kinh tế thì bây giờ gọi là chậm lặng đi rất là nhiều. Nó bắt đầu từ giữa năm 2023 thì cái tình hình siêu khó kinh tế nó xảy ra là dán bản cho thuê đầy đường ở khu vực trung tâm. Bây giờ thì các vùng lân cận kéo dài thì cũng dán theo. Tại vì do kinh tế nó ảnh hưởng di chuyển đó anh chị. Đây, anh chị thấy không? Nhiều cơ sở nè, ngồi im ru im re như thế này nè, khách hàng không thấy luôn. Đây là những cái sự gồng lỗ của bà con. Vậy đây cũng một số tình hình mà sửa xe, nó bán phụ tùng xe cũng có nữa anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy mà sửa xe mua bán đồ nè, nhưng mà cũng hơi bị vắng. Khách hàng cũng ít ha. Năm nay kinh doanh kinh tế bà con nó hơi gọi là héo queo. Di chuyển ra đến đoạn này là một xe ngã sáu Cộng Hòa anh chị các bạn. Em cũng xin dừng video clip tại đây. Cảm ơn anh chị và các bạn mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.